Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một chức năng ở trong Excel, đó là Pivot Table, tiếng Việt là bảng Pivot. Nếu các bạn đã nghe nói về Pivot Table thì các bạn có thể nghe những câu kiểu như là Pivot Table nhanh lắm, làm được nhiều thứ lắm, hay lắm. Mình muốn nói cho các bạn một câu, đó là những điều các bạn nghe thấy hoàn toàn đúng, và mình có thể bổ sung thêm một điều nữa là các bạn có thể không cần biết công thức Excel, các bạn vẫn có thể dùng được Pivot Table để phân tích dữ liệu. Và nếu các bạn đã biết về công thức Excel hay VBA rồi thì điều đó càng làm cho việc sử dụng Pivot Table của các bạn trở nên nhanh hơn và có ích hơn. Mình sẽ không dài dòng nữa và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi làm một video demo để so sánh giữa cách sử dụng Pivot Table và công thức bình thường thì khác nhau như thế nào, cách nào nhanh hơn, cách nào các bạn sử dụng thấy thích hơn. Và cách nhanh nhất để các bạn học Pivot Table là nhìn xuống phía dưới của video, download tài liệu mình đã để sẵn ở đó về, mở tài liệu này ra bằng một trong các phiên bản Excel từ Excel 2007, 2010, 2013 và bắt đầu cùng nhau làm theo video. Trước khi bắt đầu thì đây là cách người Anh hoặc người Mỹ phát âm từ Pivot. Đây là cách người Mỹ phát âm. Pivot. Và đây là người Anh phát âm. Pivot. Và chúng ta người Việt Nam sẽ phát âm là Pivot. Đây là bảng tính các bạn sẽ nhận được sau khi download file tài liệu ở link download ở phần dưới video xuống. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi xem cấu trúc của bảng dữ liệu của chúng ta gồm những cột nào. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là gồm cột A, ngày tháng bán hàng, cột B, khách hàng, cột C, thành phố, cột D là bang của chúng ta bán hàng, cột E là vùng chúng ta bán hàng, cột F là các loại sản phẩm của chúng ta, cột G là nhóm sản phẩm, cột H là số lượng sản phẩm đã bán được, và cột I là total sales là doanh thu chúng ta đã bán được. Và nếu các bạn cần một cái bảng tính như thế này, có nghĩa là một bên cột thứ nhất chúng ta sẽ để là sản phẩm và cột thứ hai chúng ta sẽ xem là mỗi sản phẩm này bán được tổng cộng là bao nhiêu, thì các bạn có thể nghĩ tới hai cách làm. Cách thứ nhất là các bạn có thể dùng công thức và hàm ở trong Excel. Cách thứ hai là các bạn có thể dùng Pivot Table như đã nói ở phần trước. Và để làm cả hai cách này, để so sánh xem Pivot Table và hàm và công thức có gì hay ho, thì chúng ta sẽ đi làm các bước sau đây. Đầu tiên là mình sẽ phải đi chuẩn bị dữ liệu cho chúng ta. Thì việc chuẩn bị dữ liệu bao gồm là đặt tên cho các cột và đặt tên vùng dữ liệu của chúng ta. Chúng ta sẽ đi làm như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ bấm vào bất kỳ ô nào ở trong vùng dữ liệu của chúng ta. Bấm phím tắt Ctrl A ở trên bàn phím của các bạn. Và như vậy thì toàn bộ dữ liệu của chúng ta đã được chọn. Các bạn có thể kéo xuống đến hết, chúng ta có khoảng tầm gần 3.000 dòng dữ liệu. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi đặt tên cho từng cột bằng cách là vào Formulas ở trên Excel và ở vùng Defined Names chúng ta sẽ chọn Create from Selection. Sau đó, vì bảng dữ liệu của chúng ta chỉ có hàng đầu tiên là tên của các cột mà không có cái cột bên trái, vậy nên chúng ta sẽ bỏ dấu tích ở left column đi và để lại top row, rồi bấm OK. Sau đó thì mình vẫn giữ nguyên cái lựa chọn này ở trong Excel. Mình sẽ bấm vào cái ô name box này và đặt tên cho dữ liệu của chúng ta là data. Như thế này, bấm Enter. Và các bạn có thể bấm chuột ra ngoài phần vùng bảng tính và kiểm tra lại xem tên của chúng ta đã đặt cho các cột đã đúng chưa, bằng cách là bấm vào cái hình tam giác nhỏ nhỏ này. Chúng ta sẽ thử chọn Total Sales chẳng hạn, vùng chúng ta bán, hoặc là ngày chúng ta bán, hoặc là toàn bộ bảng dữ liệu của chúng ta. Và như các bạn đã thấy thì việc đặt tên của chúng ta đã thành công. Sau bước chuẩn bị dữ liệu thì chúng ta sẽ đi tạo một cái báo cáo. Báo cáo này của chúng ta gồm có hai cột. Cột thứ nhất là các sản phẩm của chúng ta. Cột thứ hai là total sales, có nghĩa là chúng ta đã bán được bao nhiêu với từng loại sản phẩm đó. Thì mình sẽ làm báo cáo này bằng hai cách. Cách thứ nhất là dùng công thức và hàm, và cách thứ hai là dùng pivot table. Các bạn sẽ xem các bạn thích cách nào hơn và các bạn có thể học được điều gì đó. Và đầu tiên, cách thứ nhất là chúng ta sẽ quay trở lại bảng tính data của chúng ta. Chúng ta có thể bấm vào cột name box này và chọn sản phẩm. Sau đó chúng ta sẽ copy toàn bộ cột sản phẩm này bằng cách dùng phím tắt Ctrl C ở trên bàn phím của các bạn. Sau đó chúng ta sẽ đi sang bảng tính tiếp theo, chọn vào ô B5, bấm Ctrl V để dán toàn bộ những sản phẩm đó vào.
Sau đó thì chúng ta sẽ để ý là chúng ta phải bỏ những cái sản phẩm mà tên của chúng đã lặp lại. Vậy nên chúng ta sẽ đi đến thẻ data và chọn Remove Duplicates ở đây. Sau rồi bấm OK và chúng ta sẽ sắp xếp những loại sản phẩm này từ A đến Z bằng cách bấm Sort A to Z như thế này. Sau đó là chúng ta sẽ trang trí cái bảng này của chúng ta một chút. Sau khi trang trí xong bảng của chúng ta có thể đi viết công thức sum if đầu tiên bằng cách bấm vào ô C5, bấm dấu bằng ở trên bàn phím, sau đó nhập vào sum if. Mở ngoặc ra, vì chúng ta đã đặt tên cho dữ liệu của chúng ta ở phần trước, vậy nên các bạn chỉ cần bấm nút F3 và chọn ở trong cái list này các bạn muốn tính tổng của cái gì. Mình muốn tính tổng của total sales, vậy nên mình sẽ chọn total sales ở đây. Sau đó là mình sẽ chọn tiếp, bấm vào nút F3 và chọn sản phẩm. Rồi cuối cùng mình sẽ bấm vào ô B5 là tiêu chí của cái sản phẩm này, đóng ngoặc lại. Sau đó mình sẽ copy bằng cách là bấm vào nút hình ô vuông này và kéo xuống hết phía dưới. Để tính tổng của các cái ô liền trên thì chúng ta có một phím tắt ở trong Excel, đó là Alt bằng. Như các bạn đã thấy, sau khi bấm Alt bằng thì Excel đã tự động điền công thức sum của chúng ta từ ô C5 cho đến ô C15, chúng ta chỉ việc bấm Enter. Sau đó chúng ta sẽ chọn toàn bộ cột số của chúng ta. Ở trên thẻ Home, ở phần Number, chúng ta sẽ chọn vào là Currency. Và như các bạn đã thấy, đây là cách chúng ta hoàn thành một bảng báo cáo sử dụng công thức bằng tay thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ đi đến cách sử dụng Pivot Table. Để sử dụng Pivot Table thì chúng ta sẽ để chuột vào ô H4, sau đó chọn vào thẻ Insert. Sau đó chọn Pivot Table. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải chọn nguồn cho vùng dữ liệu của chúng ta. Như ở phần trước, chúng ta sẽ bấm tiếp phím F3 và chọn Data, bấm OK một lần nữa. Và ở đây chúng ta cần hai cột. Cột đầu tiên là sản phẩm, cột thứ hai là doanh thu. Nên chúng ta sẽ kéo cột sản phẩm vào Row Labels. Vì các bạn thấy ở đây, các sản phẩm của chúng ta được đặt trên các dòng khác nhau. Sau đó là chúng ta sẽ kéo Total Sales vào vùng Values. Sau đó chúng ta chọn toàn bộ phần có số của chúng ta. Bấm chuột phải vào, chọn Format Cells. Chọn Currency. Bấm OK. Sau đó chúng ta sẽ điền vào những ô này, ví dụ như là sản phẩm, doanh thu và tổng cộng. Và như các bạn đã thấy thì qua hai ví dụ nho nhỏ này thôi thì chúng ta đã biết được là nếu các bạn dùng công thức thì tất nhiên các bạn phải biết về công thức. Và nếu các bạn dùng Pivot Table thì có thể là đối với những bạn mới nó sẽ đơn giản hơn, bởi vì chúng ta không cần nhớ công thức và chúng ta chỉ cần kéo những cái cột này vào đúng những cái ô này mà thôi. Trong ví dụ tiếp theo thì ở đây chúng ta cần một báo cáo phức tạp hơn báo cáo thứ nhất. Báo cáo này thì ở cột chúng ta sẽ là tên sản phẩm và ở phần hàng ngang trên đầu này thì chúng ta sẽ là những vùng bán sản phẩm đó. Chúng ta cần tổng kết xem là từng vùng và loại sản phẩm bán được bao nhiêu. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ copy toàn bộ cột vùng bằng cách nhấn phím Ctrl C, sau đó quay sang bảng tính này của chúng ta sẽ dán vào đây Ctrl V và giữ nguyên cái sự lựa chọn đó, chúng ta lại đi đến mục Data và chọn Remove Duplicates như thế này. Bấm OK. OK. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ chọn bốn vùng này, nhấn Ctrl C. Chúng ta sẽ bấm vào ô C4. Và ở đây, vì chúng ta đang có dữ liệu theo một cột, chúng ta muốn tổ chức theo một hàng thì chúng ta bấm chuột phải vào phím đó. Chúng ta chọn Paste Special. Chúng ta sẽ chọn ở đây Transpose. Bấm OK và như các bạn đã thấy thì từ cột chúng ta đã dán được thành hàng. Chúng ta sẽ xóa phần này đi. Trang trí lại bảng tính của chúng ta một chút. Như vậy. Và ở đây
chúng ta lại phải sửa lại công thức sum if phần trước chúng ta đã làm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sửa lại công thức sum if ở phần trước chúng ta đã làm. Công thức sum if ở ô C5 của mình sẽ được sửa lại như sau. Đầu tiên, vì ở đây có B5, mình sẽ đi kéo cái công thức sum if này sang bên phải, vậy nên mình sẽ phải khóa cái cột B này lại bằng cách cho một dấu đô la đằng sau chữ B, bấm dấu chấm phẩy. Và chúng ta muốn sum if theo cái điều kiện vùng của chúng ta, vậy nên ở đây chúng ta sẽ bấm F3 và chọn vùng, bấm OK. Sau đó chúng ta sẽ chọn vùng East là ở ô C4. Chúng ta sẽ khóa cái số 4 này lại như sau. Sau đó bấm Enter. Và các bạn bây giờ có thể kéo công thức của chúng ta xuống phía dưới, kéo công thức của chúng ta sang bên tay phải. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ bảng của chúng ta như sau, từ ô B4 cho đến ô này. Sau đó chúng ta sẽ bấm phím an bằng và ghi chữ tổng cộng vào đây. Chúng ta sẽ thêm một cột nữa để chúng ta dễ nhìn hơn, trang trí lại bảng một chút. Và như vậy, chúng ta phải click đi click lại rất nhiều lần thì chúng ta mới có thể làm được một cái bảng tính như thế này. Và chúng ta phải sửa công thức sum if cũng yêu cầu khá thời gian. Và cùng với kết quả như vậy thì chúng ta làm với pivot table như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm với pivot table như sau. Chúng ta sẽ kéo phần vùng này vào phần column labels. Và OK, đã xong. Pivot table rất là nhanh, như các bạn đã thấy. Chúng ta chỉ việc kéo đúng chỗ mà thôi. Nữa là chúng ta sẽ phải đi tìm xem là mỗi sản phẩm của chúng ta trong mỗi năm này bán được bao nhiêu. Vì mình đã nhìn qua dữ liệu, mình biết là sản phẩm chỉ được bán ở trong 3 năm là 2011, 2012 và 2013. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng công thức sum if ở trong trường hợp này như thế nào? Và nếu mà chúng ta dùng pivot table thì nó có nhanh hơn hay không? Thì để biết được điều đó thì chúng ta sẽ đi làm ngay lập tức sau đây. 2011, 2012, 2013. Chúng ta sẽ xóa cột F đi vì chúng ta không cần đến cột F nữa. Và chúng ta sẽ phải sửa lại công thức của chúng ta như sau. Ở ô C5 chúng ta sẽ phải xóa cái phần điều kiện vùng này đi. Thay vào đó là chúng ta sẽ bấm nút F3 để chọn ngày chúng ta bán được hàng. Bấm OK. Và nếu các bạn để ý là chúng ta cần tính một sản phẩm mà được bán ở trong năm 2011. Có nghĩa là sản phẩm đó phải được bán từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2011 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2011. Thì chúng ta sẽ viết công thức đó như sau. Chúng ta sẽ dùng ngày, điều kiện của chúng ta sẽ là lớn hơn hoặc bằng. Chúng ta sẽ sử dụng hàm date ở đây. Hàm date của chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ phải cho năm vào. Chúng ta sẽ bấm phím F4 hai lần. Sau đó là ngày 1 tháng 1. Đóng ngoặc lại, tiếp tục một lần nữa. Chúng ta sẽ chèn vào điều kiện là ngày. Ngày này thì phải nhỏ hơn hoặc là bằng hàm date của chúng ta, mở ngoặc ra, lại tiếp tục năm 2011, khóa vào bằng cách bấm phím F4 hai lần. Sau đó là tháng 12, ngày 31, đóng ngoặc lại một lần, đóng ngoặc lại hai lần, Enter. Sau đó chúng ta sẽ copy công thức này xuống phía dưới. Copy công thức này sang bên tay phải. Và như các bạn đã thấy, chúng ta phải sửa một công thức cũng khá là lằng nhằng để có thể đến được với cái tổng này. Và việc đó thì chúng ta có thể làm với pivot table như thế nào? Để tạo một báo cáo tương tự bằng pivot table thì chúng ta, việc đầu tiên là chúng ta sẽ chọn pivot table của chúng ta bằng cách là bấm vào bất kỳ ô nào ở trên pivot table. Và chúng ta không muốn doanh thu ở theo vùng nữa, vậy nên chúng ta sẽ kéo vùng ra ngoài. Sau đó chúng ta sẽ kéo phần ngày vào trong phần column labels. Như các bạn đã thấy, ở cái ô Y5 này là cái ô chứa ngày đầu tiên, chúng ta sẽ bấm chuột phải vào, chọn group,
Và thay vì tháng, chúng ta sẽ chọn years, có nghĩa là theo năm. Chúng ta sẽ bấm một lần nữa vào tháng để bỏ cái sự lựa chọn ở tháng này đi. Sau đó chúng ta sẽ bấm OK. Và như các bạn đã thấy, 2011, 2012, 2013, pivot table của chúng ta đã hoàn thành. Và kết quả hoàn toàn giống như là chúng ta sử dụng công thức. Vọng qua một vài ví dụ vừa rồi thì các bạn có thể thấy được là sự tiện ích của pivot table, cũng như là pivot table sẽ giúp cho các bạn ở trong những trường hợp như thế nào. Vậy nên là series này bắt đầu từ bài đầu tiên, chúng ta sẽ từng bước đi tìm hiểu công cụ này ở trong Excel. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.